lại chương trình, anh Thái ở bên Oregon hỏi bác sĩ rằng mắt trái bị màng che mắt phải rất rõ, vậy phải làm gì cho mắt trái sáng hơn? Vâng, trả lời câu hỏi của anh Thái là cái màng che, cái này anh nói cũng không có biết là rõ ràng là màng che là ở phía trước, tức là cái mắt bị kéo màng, hay là cái ở trong phía trong là bị cataract. Thì nếu mà trường hợp mà nếu mà phía trước bị kéo màng thì coi như nếu mà cái mắt kéo màng mà nó cái màng nó kéo vô gần tới lồng đen hoặc là qua lồng đen hoặc vào gần giữa lồng đen thì chúng ta nên đi mổ để lột cái màng nó ra. Có những bác sĩ chuyên môn về mổ, họ lột ra thì các anh sẽ thấy sáng hơn. Còn nếu mà trường hợp mà bị cataract thì chúng ta nên khám bác sĩ cataract để chúng ta, nếu mà cataract mà chín rồi chúng ta nên đi mổ. Anh Hùng ở India nói là anh được 40 mấy tuổi nhưng mà hễ đọc sách cỡ 5 inch thì thấy mỏi mắt. Vậy có cái cách gì để giúp không? Chị nói 5 phút hay 5 inch? 5 inches. 5 inches. Dạ, tức là cái sách gần 5 inch mà cứ mấy phút thì lại thấy mỏi mắt. Ok, nếu mà trường hợp mà anh đọc sách quá gần thì đương nhiên cái mắt mình bao giờ cũng đi vào trong và nó nhìn nó điều tiết nhiều hơn, mà cái điều tiết nhiều hơn thì đương nhiên con mắt mình nó dễ bị mỏi hơn. Bằng cách tốt nhất là anh nên có hai phương pháp, một đó là anh nên kéo xa ra hơn, và cái thứ hai nữa đến cái lúc nào chúng ta vẫn còn rõ thì chúng ta giữ lại để đọc sách ở ngay khoảng cách đó. Và cái thứ hai là mình nên thư giãn, nếu mà anh vẫn muốn đọc gần thì anh có thể thư giãn bằng cách là anh vừa balance, tức là cân bằng vừa giữa đọc gần và đọc xa, tức là anh đọc chừng 1-2 phút thì anh có thể nhìn xa ra, hay là anh cứ cân bằng giữa hai cái đó. Thì nếu mà, nhưng mà tôi có lời khuyên anh nên kéo xa ra thì cái mắt anh nó đỡ bị điều tiết hơn. Vậy thì nếu mà có một người đọc sách xa với khoảng cách vừa phải nhưng mà cứ đọc 5 phút lại thấy mỏi mắt thì làm sao? Cái khoảng cách mà bây giờ người ta tiêu chuẩn nhất cho cả người lớn và trẻ em là một cái cùi chỏ. Tôi xin quý vị nắm một cái nắm đấm vậy, quý vị bỏ lên cái mũi quý vị thì nghe cái cùi chỏ của mỗi cùi chỏ của quý vị khác nhau. Thì nếu cái cùi chỏ chúng ta đây thì chúng ta sẽ đặt cái cuốn sách ở ngay cái tầm cùi chỏ chúng ta, thì chúng ta đặt sách đó là khoảng cách an toàn nhất. Chúng ta đọc gần hơn chúng ta bị mỏi mắt, chúng ta đọc xa cũng chúng ta bị mỏi mắt. Vậy có những người mà người ta bị cận, mà người ta bị loạn, bị viễn luôn, giống như em, mà mỗi lần mà em không có đeo mắt kính mà em đọc, em ráng đọc hồ cái bị nhức đầu, cái đó là tại sao anh? À, vâng, thì khi mà mình không đeo kính, tức là mình không có dùng một cái correction gì hết để điều chỉnh, thì lúc đó cái mắt mình nó sẽ phải điều tiết co giãn nhiều hơn, mà khi co giãn nhiều hơn thì đương nhiên nó sẽ bị nhức đầu, chóng mặt. Đó là cái chuyện mà đương nhiên khi mà mình đeo kính mà sai độ mình cũng bị triệu chứng đó nữa. Vậy các cụ có cái câu nói mà Kim Phượng cũng nghe không, hiện ta nói là thôi bây giờ già rồi phải đi mua kính đọc sách. Những người mà ta nói ta phải đi mua kính đọc sách nghĩa là sao? Nghĩa là người ta bị cận thị, viễn lão thị rồi, hay là bị gì anh? Ở cái lứa tuổi mà khoảng từ 40 mấy trở đi chúng ta bị lão thị. Nguyên nhân lão thị là do cái thủy tinh thể chúng ta nó không còn co giãn như bình thường, nó cái cơ điều chỉnh thủy tinh thể nó bị cứng dần đi, và đến 65 tuổi là hoàn toàn nó cứng luôn rồi. Thành ra những cái người mà 65 tuổi trở đi thì cái độ đa số cái độ đọc sách của mình không còn thay đổi, nhưng mà từ 40 trở đi cho đến 65 tuổi thì cái độ đọc sách của mình sẽ tăng dần lên. Nếu mà nói vậy thì em thấy ở ngoài những cái chỗ mà counter đó nó đều bán cái mắt kính mà lão đang đọc sách đó. Vậy thì em thấy có rất là nhiều người người ta mua về người ta đọc, như vậy nó có bị hư hại không, là bởi vì nó có, người ta đâu có biết độ, ta đâu nó ta giống ta như mua. One size fit all vậy. Yeah. Vâng. Rồi mua về cái đó có nguy hiểm không anh? Thưa chị, cái đó là nếu may mắn nếu mà người đó cái độ đúng, lựa đúng cái kính đó và là hai mắt con mắt họ bằng nhau thì không thành vấn đề. Nhưng mà nếu mà trường hợp hai mắt họ khác nhau hoặc là cái độ không đúng thì cái đó là cái độ họ sẽ gia tăng. Vâng. Chị Hương ở bên Catherine nói rằng bà 86 tuổi thoái hóa đáy mắt, có cách nào chữa trị cho bà không? Cái đó là mình gọi là thoái hóa võng mạc. Vâng, cái đáy mắt mình là võng mạc, cái retina. Thì nếu mà thoái hóa võng mạc thì có rất nhiều nguyên nhân để điều trị, có rất nhiều cái nguyên nhân và có rất nhiều cách để điều trị. Các bác sĩ họ sẽ có thể họ chích thuốc để làm ngăn chặn bớt cái quá trình tiến triển đó. Và đồng thời nếu mà thoái hóa nặng quá đó, thì bây giờ họ đang nghiên cứu về tế bào gốc, và hiện tại bên Nhật họ đã thành công ghép khoảng chừng 6-7 trường hợp ghép cái võng mạc để thay thế cho những trường hợp mà bị nặng quá mà hoàn toàn bị mù lòa. Vâng. Khi mà anh nói là cái vấn đề lấy tế bào gốc, lấy stem cell để ghép cái võng mạc đó, thì người ta cũng có thể, người ta có phải thử những cái loại máu gì cho nó trùng với nhau hay là không, hay là hễ mà có một người nào đó mà qua đời mà muốn hiến cái võng mạc thì đưa cho bất cứ ai cũng được? Vâng, thưa chị Kim Phượng, là coi như là cái về giác mạc thì chúng ta có thể hiến từ người chết được.
Mà tương lai cái giác mạc chúng ta có thể ghép vào bằng tế bào stem cell, bằng chứng là cái và giác mạc chúng ta có cái lòng đen và lòng trắng, thì giữa lòng đen và lòng trắng là cái chỗ đó gọi là limbus, là rất nhiều tế bào gốc, và chúng ta có thể lấy tế bào gốc và họ cấy thành cái giác mạc mới để họ ghép. Mà bên Nhật họ đã thành công. Và cái võng mạc thì không có dùng tế bào người chết được, võng mạc họ sẽ cấy bằng tế bào của chính người bệnh người đó luôn. Vâng. Thì bây giờ kế tiếp thì tôi muốn nói qua phần thứ hai là cái phần mà biến chứng của cận thị, cái phần này rất quan trọng. Thì xin cho anh hình cho cái hình số 4. Thì cái hình này thì trên cái hình này quý vị thấy là cái độ các em mà càng gia tăng bao nhiêu đó, thì cái ba cái biến chứng mà quý vị thấy cataract, trên đó cataract chúng tôi dịch ra là cườm khô, glaucoma là cườm nước, và retina detachment tức là bị rách cái võng mạc. Thì ba cái những cái nguyên nhân này rất nguy hiểm, là bởi vì nếu các em từ 1 độ đến 3 độ thì quý vị thấy là về cườm khô các em bị gấp 2 lần cái người bình thường, từ 3 độ đến 6 độ các em bị gấp 3 lần người bình thường, và từ 6 độ trở lên các em bị gấp 5 lần người bình thường. Tức là độ các em càng cao thì cái tỷ lệ các em bị cườm khô gia tăng. Về cườm nước thì cái tỷ lệ này là cố định là 4 lần, gấp 4 lần, mặc dù các em từ 1 độ đến 6 độ hay hơn 6 độ các em đều là 4 lần bị cườm nước so với các người bình thường. Riêng về cái rách võng mạc là cái nguyên nhân nguy hiểm nhất. Rách võng mạc thì có thể làm bị hư mắt và bị mù là vĩnh viễn. Thì nếu mà từ 1 độ cho đến 3 độ các em có khả năng bị 4 lần so với người bình thường. Từ 3 độ đến 6 độ các em có khả năng bị 10 lần. Quý vị thấy ra gia tăng rất là nhanh. Và từ trên 6 độ các em có khuyên hướng bị 16 lần bị rách võng mạc. Tôi nói sơ qua về rách võng mạc. Rách võng mạc là bởi vì khi mà nãy chúng ta nói là cái mắt chúng ta hình cầu, khi bị cận thị thì cái mắt nó kéo dài ra, và cái độ dài của cái giống như oval nó cứ kéo dài ra thì mắt em bị lồi ra phía trước. Mà khi kéo dài thì cái lớp võng mạc mà nó bao bọc phía sau đó là nó để chuyển những cái thông tin lên não đó, thì những cái lớp võng mạc này nó bị kéo căng ra và nó mỏng đi, giống như chúng ta thổi một cái balloon lên vậy đó, thì cũng có những cái vùng nó sẽ mỏng, và khi mỏng nó sẽ bị rách ra, mà khi rách ra nó cắt đứt cái mạch máu, và nếu mà những cắt đứt mạch máu thì máu với nước nó sẽ làm cho võng cái võng mạc xuống, và cái ở đó nó có dây thần kinh, mà nếu mà nó đứt cái dây thần kinh ra thì coi như dây thần kinh có một triệu sợi, hơn một triệu sợi như vậy thì coi như là rất nhiều triệu. Coi như là nếu mà nó bị xoắn mà nó bị đứt thì không bác sĩ nào nối lại được, và cái con mắt nó hoàn toàn giống như là bị hư vĩnh viễn. Thì cái tỷ lệ đó là rất cao nếu các em bị cận thị cao. Thành ra quý vị nên cẩn thận cho các em đi khám mắt thường xuyên, và đừng để các em lên độ. Vậy những người mà bị rách võng mạc đó, cái triệu chứng đó là những cái triệu chứng gì? À, vâng, câu hỏi chị Kim Vương rất hay. Nếu mà bị rách võng mạc thì chúng ta nhớ là cái võng mạc chúng ta khi mà nó nặng xuống, nó kéo trùng xuống thì nó sẽ bị một giống một cái bức màn. Chúng ta thấy giống như cửa sổ, chúng ta có bức màn cửa vậy đó. Thì chúng ta có thêm cái bức màn thì nó một cái góc nó bị tối sầm lại, và chúng ta di chuyển cái mắt qua phải qua trái nó đều tối sầm lại. Thì trong trường hợp đó chúng ta không nên đứng, chúng ta phải là đi bệnh viện hay là đi cấp cứu ở tư thế nằm. Thì trong khoảng 1 ngày tới 2 ngày, tối đa là 2 ngày, thì nếu chúng ta nằm và coi như là nó chưa rách cái võng mạc, chưa rách cái dây thần kinh đó, thì bác sĩ họ sẽ bơm cái air, bơm không khí vào để họ đẩy lùi lại, và họ sẽ đính lại bằng cái super bio super glue, hoặc là họ cột mắt mình lại bằng cái bandage. Khi họ làm những cái đó để nhằm mục đích cho đẩy lùi cái võng mạc nó dính trở lại cái chỗ cũ của nó. Thì chúng ta nếu chúng ta chưa bị đứt cái dây thần kinh đó, thì cái mắt nó hoàn toàn thấy lại như bình thường. Văn phòng chúng tôi đã cứu được cũng khoảng 6-7 người nhờ chúng tôi cho biết những triệu chứng đó, và họ đi tới những bệnh viện kịp thời. Còn nếu không tới không kịp thời, nếu mà bị đứt rồi thì chúng ta coi như cái mắt chúng ta hư luôn hoàn toàn. Vậy thì em muốn hỏi anh là tại sao những người mà bị tiểu đường mà người ta không biết đó, tới lúc mà tự nhiên họ thấy mắt của họ nó mờ đi đó, họ đến báo bác sĩ rồi đưa vào nhà thương thì mới biết rằng là bởi vì họ bị tiểu đường nặng quá, thì tại sao tiểu đường nó lại làm mờ mắt anh? Vâng, tiểu đường là một trong những cái mà nó sẽ làm cho cái mạch máu, vi mạch máu, tiểu đường nó không tác động lên những cái mạch máu lớn mà tác động đến cái mạch máu nhỏ, những cái vi mạch máu nó giống như nó bị yếu đi. Nó bị bở đi, nó yếu đi và nó dễ bị lích, nó dễ bị chảy máu, nó dễ bị vỡ ra. Thành ra chính vì thế, đằng sau mắt chúng ta có rất nhiều các vi mạch máu, tức là những mạch máu rất nhỏ. Và những chính vì thế nó ảnh hưởng lên mắt nhiều hơn các nơi khác, cũng ảnh hưởng lên thận, các ảnh hưởng lên các cơ quan khác. Tuy nhiên với trường hợp bị mắt đó, thì bị ảnh hưởng là bởi vì nó vỡ những mạch máu đó ra và nó xuất huyết, nó chảy. Và thì chúng ta những cái vùng mà cái mắt nó để chi phối cho chúng ta nhìn nó bị vỡ ra và nó bị hư. Cái võng mạc chúng ta bị nó bị rách tổn hại thì chúng ta không còn thấy rõ nữa. Vậy như là anh nói là nếu mà một người mà bị cận thị mà không chịu chữa trị kịp thời thì có thể nguy cơ dẫn đến là cườm khô,
cườm nước hoặc là rách võng mạc phải không? Vâng, ba cái biến chứng là ba biến chứng rất nguy hiểm. Vâng. Thì một điều chót chúng tôi muốn nói quý vị trong cái ngày hôm nay đó là cái phương thức để điều, giữ và điều trị. Thì cái phương thức chúng tôi có xin cho anh cho cái bảng số 5. Thì trên cái bảng số 5 này quý vị thấy trong các phương pháp mà chúng tôi nói á, thì tóm tắt thôi. Cái phương pháp AutoCare là cái phương pháp mà gần chót á. Cái phương pháp này đặc biệt là nó giúp giữ được cái độ và trị, giúp giữ cho các em giữ được độ là từ 32 đến 100%. Tại sao mình gọi là 32 đến 100% là đa số văn phòng của tôi khoảng 90% tới 95% các em giữ được độ. Và sau vài năm các em vẫn cái độ đó, hoặc các em có đôi khi các em, một số em còn thấp độ hơn. Và có những cái tỷ lệ nhỏ giống như 32 đến 50%, 60% là bởi vì những trường hợp nó quá khó, là bởi vì các em độ quá cao, độ cận quá cao, độ loạn quá cao, hoặc là các em ngủ, các em mở mắt, hoặc là các em những cái trường hợp khó khăn, hoặc là những trường hợp như các em ngủ lăn lộn nhiều quá, tất cả trường hợp chúng ta phải đi ra những cái chồng AutoCare đặc biệt. Thành ra nói với quý vị là nói chung tóm lại là trong 3 phần hôm nay chúng tôi nói, phần thứ nhất là nguy cơ, phần thứ hai là biến chứng, phần thứ ba là phần phương thức điều trị, thì AutoCare vẫn là một phương pháp rất an toàn hiện nay để giúp cho các em giữ độ và các em không gia tăng, mà khi không gia tăng các em không bị ba cái biến chứng nguy hiểm đó. Vậy thì chị Thủy ở bên Florida nói rằng con 39 tuổi bị bong võng mạc 20 năm, không còn thấy, vậy có thể cơ hội làm cho sáng mắt không? Vâng, thì bong võng mạc thì theo những tài liệu mới mà tôi nghiên cứu, theo tôi thấy đó, thì nó như thế này. Khi mà bong võng mạc bị đắp võng mạc, đó là một trường hợp tôi đang nói với quý vị đó, là cô này cũng nói là không còn thấy đường nữa. Thì cái đó một cái rất nguy hiểm khi các em bị cận thị cao và bị đắp võng mạc. Thì hiện tại bây giờ đó, là đắp võng mạc là chịu thua, nhưng mà hiện tại bên Nhật họ đang có hai phương pháp, là được làm cái hy vọng. Thứ nhất, họ sẽ đặt cái camera vào bên trong của cái đáy mắt của mình, và cái camera đó họ dẫn truyền lên não để giúp cho chúng ta thấy lại. Cái này cái tỷ lệ thấy lại cũng khá thôi, tức là cũng không phải là thấy lại như người bình thường. Cái điều thứ hai là họ đang có phương thức mới để họ tạo ra một cái võng mạc mới bằng tế bào gốc, và họ sẽ ghép cái võng mạc nó lên. Thì cái đó đang họ đang nghiên cứu, thì tương lai hy vọng sẽ thành công. Hy vọng rằng là ở nước Mỹ này sẽ chữa bệnh được cho. Có một điều tôi muốn nói chị nghe là nước Mỹ đó thì rất là tiên tiến. Tuy nhiên là FDA approve, nước Mỹ đang bị một cái rào cản FDA approve. Tuy nhiên nó có cái rào cản, nó có hai cái, một cái là cái lợi và cái hại. Cái lợi là để an toàn, nhưng mà cái hại là nước Mỹ có một số vấn đề nước Mỹ đi sau các nước khác như các nước Nhật và nước Đức. Đây là một vấn đề mình còn phải tranh cãi nhiều, phải không anh? Vậy xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo thương mại.